người thường chỉ quan tâm tới cái chuyện quản lý tài chính cá nhân khi mà đã kiếm ra tiền. Thế thì ông có cái lời khuyên nào đến với các bạn trẻ, các bạn sinh viên vẫn còn đang học thêm và họ ấy, liệu có cái phương pháp nào hoặc là học hỏi phương pháp quản lý tài chính cá nhân như thế nào để hiệu quả? Và cái này nó hơi dài, nhưng mà với sơ đồ hóa thì nó như sau. Động tác đầu tiên, nếu anh là thiếu gia thế có tiền, mà bây giờ em ở quê bố mẹ rất là nghèo mà làm cho em đi học, thế thì đầu tiên anh phải chấp nhận anh đi làm thuê. Nếu anh là sinh viên thì anh tối về anh phải bù lại thời gian đó, phải chưa? Không có cách nào khác. Thế làm thuê thì anh có thu nhập. Sau đó người ta cần nhất cái ô số 2 là phải có ý chí, có khát vọng. Thì đây là cái yếu nhất của thanh niên Việt, tôi nhận định không chủ quan, tôi có số liệu. Người ta mới tìm cách, người ta nhảy sang ô 2 thì nó gọi là tinh thần khởi nghiệp. Khởi nghiệp đừng có nghĩ là thành lập công ty. Khởi nếu ở nghĩa khác được hiểu là khởi nghĩa. Bác Hồ khởi nghĩa để cướp chính quyền của Tây Sai, giành lại tự do cho mình ngồi đây. Thế thì cái anh chàng thanh niên ấy là phải có tinh thần khởi nghĩa để cướp cái nghiệp về tay mình. Thế có cái tiền thì phải biến nó thành khoản đầu tư rất nhỏ thôi, dưới dạng anh có. Cho nên là kinh doanh đất thì phải có nửa tỷ trở lên cái tí toay được. Tôi xin lỗi các anh chị, kinh doanh đất 1.000 cũng kinh doanh được. Có ai người ta đi kinh doanh, người ta mang những cái tiền người ta mua nhà, người ta đẩy vào quỹ đầu tư, các anh chị ạ. Nhưng cái quan trọng nhất hiện nay là cái ý chí, là tinh thần khởi nghiệp, chứ hoàn toàn không phải là kỹ thuật khởi nghiệp, người ta sai hết rồi. Anh có ý chí kiểu gì anh cũng làm được. Thế cái đồng tiền nó góp thì nó ra. Thì sang bước 2 là anh phải tự doanh. Làm thuê là làm theo ý chí của kẻ khác. Có não mà không như không có não. Cho nên nó dành cho những người có ý chí chứ. Khó quá. Đấu tranh thì tránh đâu. Đời em thế này, tôi nói thật cái hạng anh không làm được. Ô ai là tự doanh. Anh có dám mở cái quán cà phê không? Trời mưa xuống không ai mà uống cứ thắt ruột rồi. Nhưng vì anh có tinh thần anh mới dám được. Nếu thua về làm thuê, nếu thắng thì anh phải chuyển sang giai đoạn 3. Đó là cái gì ạ? Điều hành. Tôi không bán cà phê nữa, tôi sắm cái bàn tôi ngồi đây này. Tôi thuê kẻ khác làm theo ý chí của tôi. Các bạn ạ, thì đấy là thành ông chủ rồi đấy. Cái gì ạ? Thành nhà anh điều hành. Đến khi có tiền rồi, ta trả làm nó, ta đi đánh góp mà. Đó là sang ô cuối cùng, là tiền đầu tư. Thế thì giai đoạn 1 làm thuê, giai đoạn 2 tự doanh, giai đoạn 3 là điều hành. Thì ba cái hoạt động đó nó tạo ra thu nhập chủ động. Có làm là có ăn, không làm là tìm, rủi ro là đi tù. Nhưng mà sang đến giai đoạn đầu tư, bạn có cái nhà bạn cho thuê. Tôi giảng ở trên mạng cái demo, tôi chả muốn có tiền mà tiền nó vẫn cứ rung hàng ngày. Michael Jackson sáng tác bài hát chết rồi gia đình giàu nước đổ, bởi vì đó là dòng thụ động. Còn mấy cái anh chàng ít học lên tranh luận với tôi, dòng thụ động là gì? Dòng thụ động là căn nằm ngủ không có tiền, bởi vì nó tích lũy từ cái dòng chủ động. Và những cuốn sách sau tôi sẽ viết rất chi tiết, vì tôi được học, được đào tạo, được làm. Thưa chị ạ, cho nên những anh giàu nhất không phải là giàu, bởi vì đó là dòng chủ động. Anh chỉ cần dính một quả rủi ro là anh đi tù. Còn tôi không sao giàu bằng họ được. Nhưng tôi mới là thằng giàu, bởi vì tôi làm đơn xin đi tù nó trả cho. Tôi định làm gì tiền nó vẫn về. Đó mới là dòng chủ động. Thế thì con người ta nó phải phấn đấu theo chu trình đó, dựa trên nền tảng vượt qua chính mình. Thế chị ạ? Thì người ta gọi đó là vượt ngưỡng. Không một ai ngồi trong hội trường này không có cái ngưỡng mà cứ hoành tráng. Cái ngưỡng đó nó nằm ở 6 cái sợ. Mở mồm ra là sợ đói. Thứ nhì là sợ chết. Thứ ba là sợ tổn thương, ngồi chỉ khốn mặt. Thứ tư
là sợ mất bạn bè, thứ năm là sợ bệnh tật chiều chuộng bản thân, không khá lên được. Cho nên các nước nó có cái môn dạy tinh thần khởi nghiệp, chứ người ta không dạy khởi nghiệp các bạn. Nhưng mà nói cái hơi sâu, chứ không đơn giản như anh ngồi xong anh cứ tưởng tượng. Tôi không phải dân tưởng tượng, tôi sẵn sàng tới chết đợi đến cùng. Nhưng mà tôi gì, mình chia sẻ với nhau trên báo. Khởi nghiệp, nghiệp là gì? Nó khác nghề chỗ nào? Nó khác công việc chỗ nào? Nó khác vị trí công việc chỗ nào? Vậy thì đây là khởi nghiệp hay khởi nghề mà cứ gánh ấy? Hay là khởi công việc? Hay là khởi vị trí công việc? Các bạn đang khởi cái gì? Khởi ở đây là khởi đầu hay là bắt đầu? Hai ông giáo sư tranh luận thì cả hơi ép cười đến chết. Nó là khởi nghĩa. Các anh chị à, đầu tư hay đầu tư gì? Đằng này cứ xuất ngay là startup. Thuật ngữ startup là dùng cho khởi nghiệp mà ý tưởng mới tinh, đây là khởi nghiệp sáng tạo. Còn đằng này còn nhà mình toàn khởi nghiệp SME mà lại cứ startup. Người ta làm dùng từ ngữ là vì không đến Tân Việt đọc sách mà cứ chuyện tranh luận. Cái gì là lúc tôi nói với mấy bạn đồng kia này, cứ thích nói mà cái anh nhiều chữ nó sợ lắm, nó nói vì nói một từ là 4 năm. Đồng này ít chữ mà cứ tưởng tượng tranh luận, nó không dễ thôi, không hề dễ tí nào cả. Thế nào là thu nhập thụ động, thế nào là chủ động, thế nào là nằm ngủ mà vẫn có tiền, và cái cuối cùng phải tài chính, anh phải phấn đấu bằng được đến trạng thái thu nhập thụ động. Anh khoe giàu lại chết, cái giàu đấy là tự chủ động mà ra, dính một quả là bé mò, vẫn không hiểu. Ok, không liên quan gì đến bằng cấp cả, liên quan tới một chi tiết thôi, là anh đến cái nhà xây này anh đọc nhiều hay đọc ít, tôi nói thật. Còn lại